Chào tất cả các quý vị, nhiều người gọi điện hỏi tôi là motor cửa cuốn giá bao nhiêu, thì tôi làm cái video này để chia sẻ với các quý vị về cái giá motor cửa cuốn tại thời điểm này là thời điểm là tháng 11 năm 2021. Thì tại các cái thời điểm khác thì các quý vị muốn xem giá cả motor cửa cuốn rồi là lưu điện cửa cuốn hay là giá cửa cuốn cũng như là chớp nhôm và các cái phụ kiện khác thì các vị có thể truy cập vào cái đường link website là villastargroup.vn hoặc là các vị đặt hàng có thể liên hệ theo số 0982 802 86. Thì cái đường link website tôi có để bên dưới của cái phần mô tả của cái video này. Đấy, thì cái giá motor cửa cuốn khi mà các vị vào xem trong web ấy thì các vị có thể xem qua tất cả các sản phẩm như hình ảnh các sản phẩm thì và các vị kéo xuống thì bên dưới nó có là đây là những cái hình ảnh về motor cửa cuốn này. Đấy, lại motor cửa cuốn thì nó có rất nhiều loại, ví dụ như loại AC ấy, thì là loại hàng giá rẻ ấy, AC thì giá bây giờ hiện nay tại thời điểm này là nó là khoảng độ vào 2.600.000 đồng một bộ, tức là bao gồm đầy đủ tay điều khiển từ xa là lúc vào một tường mặt bích. Đấy, thì là cái giá này giá bán buôn nhá, các vị mua về tự lắp. Đấy, còn giá bán lẻ thì nó có thể lên bao gồm công lắp đặt thì và các cái vấn đề về bảo hành, nếu không may bảo hành thì là bên bán lẻ sẽ phải phụ trách, thì giá nó có thể lên đến 4 triệu rưỡi hoặc 5 triệu một bộ. Đấy, thì các vị bảo tại sao lại bán buôn lại có 2 triệu 6 mà bán lẻ lại 4 triệu rưỡi đến 5 triệu, thì bởi vì thứ nhất là cái công lắp, chi phí thợ lắp cái bộ cửa cuốn nó sẽ mất khoảng nửa ngày đến một ngày, thì là cái chi phí nhân công có thể lên đến 1,2 triệu, rồi chi phí bảo hành không may ví dụ các vị bán buôn ấy, thì là đa phần là những cái trường hợp thợ là có thể tự tháo được và gửi về bảo hành được không, các cái đấy thì có thể nhiều mất nhiều cái chi phí một thời gian, còn bán đấy là bán buôn ấy, đấy thì nó như thế, còn bán lẻ thì là không may phải bảo hành thì là bên lắp đặt sẽ phải bên các đơn vị lắp đặt sẽ phải cho người đến tháo ra rồi là gửi đi gửi lại. Đấy, thì là ngoài ra là mỗi người một nghề. Đấy, thì tôi chia sẻ thì các vị có thể là nắm được là mình làm nghề nào thì mình mua được giá đấy, mình làm nghề cửa cuốn thì mình có thể mua được giá của người làm nghề cửa cuốn, hay là mình làm nghề bất cứ cái nghề khác thì các vị gọi là mất cái các cái chi phí phát sinh nếu các vị không có khả năng làm được. Thế thôi, nó đơn giản là như vậy. Cái một loại mô tô rẻ nhất là như vậy, còn loại cao hơn như là các dòng ngoài đồng thì có thể dao động khoảng 3 triệu một bộ. Đấy. Đây là nồi nhôm, rẻ là nồi nhôm đấy. Nội dung video tôi chia sẻ là như vậy. Các vị có hỏi thêm gì thì có thể để lại bình luận bên dưới. Video này tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.